Chiếc Alfa 8C 2300 nhận giải thưởng best of show Concorso năm nay là một trong 10 chiếc xe thương mại duy nhất tại lễ hội d'Eleganza Villa d'Este. Alfa Romeo 8C 2300 đời 1932 với động cơ 8 xi lanh tăng áp là một trong những chiếc xe thành công nhất trong giải đua mô tô những năm 1930, vô địch Le Mans từ năm 1931 đến năm 1934 và Miller Milia từ 1932 đến 1934. Người chủ xe đầu tiên phục vụ trong lực lượng hải quân ở châu Á trong Thế chiến thứ hai nên chiếc xe đã được cất giấu trong một nhà kho và hiếm khi được sử dụng cho đến những năm 1970. Thuộc sở hữu của một người trong 77 năm, chiếc xe bị lãng quên cho đến đầu thế kỷ 21 và tồn tại trong tình trạng nguyên bản khi được cất giấu ở Pháp. Sau đó chiếc xe được đưa ra trưng bày vào năm 2014. Alfa Romeo 8C 2300 cũng từng được các hãng độ xe như Touring, Zagato, Brianza và Figoni sử dụng để tạo ra một số xe thể thao ấn tượng.